Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với Phụ Tùng Tí Ho anh em cô chú ơi. Chiều tình làng với anh em một cái clip 219, số 219 của cái máy xương cá nè, xương cá 207. Máy này nhìn nó bên ngoài còn dốt dốt mà dạng khá đẹp chứ không phải dốt tệ anh em cô chú. Khá lắm. Có ngay cái chia sẻ thêm với anh em muốn coi clip số mấy của Phụ Tùng Tí Hon dễ lắm, anh em cứ vô cái đang coi cái kênh Cái nè máy này còn khá lắm của ha, kênh Phụ clip Tùng Tí Hon. Vậy anh em 218 muốn anh coi em cô clip chú. số mấy, anh em gõ vô cái Cái logo Phụ logo Tùng cá Tí máy Hon này nè, gõ vô rồi đây cái cái máy quên mẹ rồi anh em ơi, nhiều rồi máy nó quá nổi lên trời cái anh ơi, em tao gõ cũng vô sợ chữ cái máy quy tao dấu nè, lăn ra cái coi cái data biết liền anh em à, cô quy chú. dấu gõ vô đây cái rồi Rồi thì anh nó em cô sẽ chú lên vô nè, đi Phụ tao Tùng câu cái hai đầu mười coi anh em tám ơi, nè, vô cái đi cho nó mười đã cái bảy mười cái sáu mười lăm gì nó lên đầu dọc câu dọc cái dọc máy dọc liền anh em. đó, anh em muốn chọn cái mã số mấy Rồi chúc anh đó, em cô chín chú ba luôn tâm luôn chín khỏe, ba luôn luôn là dồi dào vậy sức đó, khỏe mình là coi anh em clip gặp số mấy dễ lại là coi. mày Nó ổn bấm hết. thoát ra cái vô chữ quy giáo chỗ này, bấm vô chỗ này là thấy nó nổi lên hết dàn clip Phụ Tùng. Rồi vô quay cho mấy món cho anh em cô chú xem cái test lại cái như cái máy xương cá 207 anh em. Máy này đầu nồi thì theo như ở đây tụi nó nghiên cứu dữ dằn lắm, chưa chạm anh em cô chú. Đầu nồi chưa chạm thì lóc giữa đâu có bung được ha. Vậy mà hôm qua có giáo sư mới liếc qua vậy cái ông bên Vĩnh Long nói máy này chạm rồi, ron lô nó nói sai bét anh em. Cái này nó cái ron xương cá là nó màu xanh đó anh em cô chú, không nói ron màu vàng mới ghiên mà ý ông gì màu vàng là cái đời sau. Nhiều khi không anh em chưa hiểu biết thì mình chia sẻ thêm cho biết chứ còn. Nhưng nhiều khi nói tầm bậy nó để lại cái hệ lụy đau đớn cho người khác lắm. Cái nào hiểu biết thì nói, không hiểu thì có thể lắng nghe. Nhiều khi anh này anh bán, anh kia anh bán cái máy anh nói chưa chạm anh bao ngon lắm uy tín, cái mình trời mình nói ừ cái máy này chạm rồi. Cái câu nói đúng sai nó đây nó không có, nó đơn thuần nó đơn giản lắm. Nhưng mà cái hệ lụy nhiều khi cái chỗ uy tín của người ta. Ta nói cái đó chưa chạm, anh chụp anh nói chạm rồi thì cái anh chuẩn bị mua này anh nói ủa mẹ ông nội này ông gạt tôi rồi. Không, cái máy này chạm rồi ông kia nói mà ông nói chưa chạm. Nhiều khi mình học im lặng cả đời không được là vậy á, chứ còn học nói thì vài năm là nói được. Nhưng mà nói cho nó hay, nói cho nó nhân văn, cho nó lịch sự để cho con cháu em út nó nể. Còn nói tầm bậy nó để lại cái hệ lụy cho người khác nó mất đạo đức, mất văn hóa dữ lắm nha anh em. Nói phải cho nó chính xác, cho nó đúng, cho nó hiểu biết. Nhiều khi mới quay phước qua về nói máy nó chạm rồi thì cái đó là nói bậy, nó dốc, nói không có uy tín. Trời ơi, cỡ tụi tôi mấy chục năm trong nghề mà chưa có dám khẳng định liền. Cái máy đó biết 99% là chạm rồi đó. Cái yên, cái bộ yên năm mó anh em, quay cho anh em coi, vừa quay vừa nói. 99% là chạm rồi đó, mà vô chợ Tân Thành coi còn hỏi cái máy này giống chạm quá ta. Chứ chưa dám khẳng định là 99% chạm mà chưa dám nói chạm. Nói chạm là nói đúng rồi đấy. Nhưng mà còn còn người khác người ta làm ăn, còn người khác người ta đang coi xe, đang coi máy. Chứ không phải đúng là hay đâu, đúng là muốn nói gì nói đâu. Câu nói nó tế nhị dữ lắm anh em cô chú. Còn cái này máy người ta rin mà mình chọt cái mỏ vô mình nói chạm rồi thì không khác nào. Cái vấn đề bán được không có quan trọng. Nhưng mà nó làm mất uy tín của người khác. Máy chưa chạm thiệt, người ta nói chưa chạm mình vô mình nói bậy, mình nói chạm thì cái ông kia ông phải nghi ông nọ xí gạt, phải không? Ông nào giỏi lên Bình Dương, lên thành phố Đồng Biên Hòa, vô chợ Tân Thành. Nói ngang nói ngược vô đó đó, ông nào vô đó giỏi nói. Chạm rồi mà tôi còn nói có thể không đó. Chắc chạm quá ta rồi đó. Mà chính tôi mua luôn á. Cặp bửng nè anh em cô chú. Cặp bửng này khá đẹp. Bửng này bán cho anh em bửng ngoài, bửng hãng mới nè. Mới luôn, mới gắn vô có mấy ngày. Bán cho anh em cặp này 250.000 thôi anh em cô chú. Nó hơi tày chút xíu đây chứ nó không tày, tôi lên cửa hàng bán 350 nè, lỡ tí xíu cho đó. Rồi cái bộ yên này 450.000 anh em, 5 món, thần yên là một, bát thật cái yên là hai, cái cản là ba, cái bát là bốn, với cái thùng xăng là 5 món. Cản khá đẹp ha. Ở quán cà phê thì nói ở xe mày chạm máy rồi mày ơi, thì chưa chạm hay chạm rồi nó không có hệ lụy gì hết.
Còn vô chợ búa chỗ người ta đang giao dịch nhiều khi mình nói bậy nó khó khăn cho anh em ta mua bán lắm. Nói đúng thì nó cũng không sao, chấp nhận được, nhưng mà cũng không nên nói mà nói bậy là thua. Cái máy này anh kia nó chạm rồi, để anh hơi nữa gã đây coi có chạm không, coi anh nói có đúng không. Mà anh nói đúng tôi khuyên anh cũng không nên nói vậy, phải coi kỹ nghiên cứu có chạm không mà mới khẳng định, chứ đâu quay phớt qua cái nói liền giỏi dữ. Rồi cái này 4,5 tâm, cái chân ba này 3 tâm anh em cô chú, chân ba này của quay a. Cái máy này rất là nhiều người mua nguyên cục, nhưng mà tôi không có lý do tôi không bán cho anh em, đừng buồn. Lý do tôi phải rã, rã là lý do tôi hứa với thằng cha từ bên Vĩnh Long cho chạy qua đây chẳng mua cái máy, tôi nói ông chưa chạm mà ông quay phớt qua ông nội kia nằm nhà coi Zalo nó chạm rồi, giờ bán cho mấy ông không khác nào cái máy này nó chạm mà tôi thủ tiêu, để tôi đăng lại tôi gã nó cho anh em đó người ta coi là chưa chạm rõ ràng để người ta tin tôi. Cái cốt nhông là anh em cô chú phong thủy nó cỡ này đâu chạm được, chưa mòn. À, thấy cốt nhông không, cái ron riêng của xương cá nó màu xanh vậy nè. Xe này y như tôi tả là nồi có chạm nhưng mà đầu lòng với lốc mỏng chưa chạm, nhưng mà cũng chưa chắc gì tôi đúng. Nói là nói vậy nhưng mà nhiều khi nó chạm quá khéo mình nhìn không có nổi đâu, tại ở đây mà ôm mà tôi nó muốn liếm được cái máy, tôi muốn nhai được cái máy, tôi nuốt tôi nhai rồi nhưng mà còn chưa đoán được. Còn cái dạng mà qua điện thoại mà nói là cái gì sẵn đó là xạo. Dây có điện thoại đâu, coi ron này rin là 99,9% rin mà nó chạm là nói xạo, nói bậy không, thiếu điều muốn nhai cái máy nuốt đây mà còn chưa được, chưa dám khẳng định. Rồi máy này đầu lòng chưa chạm anh em, lốc mỏng chưa chạm, đó là dự đoán nha, để tháo ra cho anh em coi cái tôi nói cái y không. Nồi thì có chạm, củ đề này thì lô là chính xác Mitsuba lô anh em cô chú. Rồi bộ combo bình xăng con này 6,5 tâm, để hơi đăng cho anh em cô chú coi cái hơi nó rút cái bít tông là dòm cái. Rồi tạm ngưng cái tháo liền anh em, tháo liền cho sớm đăng cho nó nóng cho anh em cô chú xem rồi. Bộ dên đầu lòng này, xe này cái máy này giá cũng mềm hết anh em, mong anh em cô chú ủng hộ, giá tốt ạ. Rồi máy xương cá 207 tháo xong khúc anh em cô chú ơi. Máy này chắc ăn 100% là chưa chạm anh em cô chú. Đầu lòng ít tăng đa rin chớ chạm lần đầu. Ron rách. Bê tông nó còn mới chát anh em, giờ mới cốt nhông là biết chưa chạm rồi, anh em thấy cốt nhông dày đâu có chạm được. Mới kít luôn, chưa có mòn, chưa có khớp gì. Tính là cái máy này dạng đỉnh cao anh em, chứ không phải máy tầm thường nha. Máy này dạng khá, đấu C1 được luôn á. Cho anh em coi bít tông sọc ngang của nó dữ lắm. Quay lướt qua cái, chưa có đóng nhớt nhiều. Cho anh em coi hơi soi chi tiết lại. Sọc ngang thấy chân luôn thấy không? Đó, thấy sọc ngang không? Xương cá mà tầm này nó lì dữ lắm anh em. Rồi bộ lửa này rin luôn em, lửa rin chưa chạm luôn. Hôm nay thấy cũng tiếc cho mấy anh em mua nguyên cục máy không được. Giá có 4 triệu mấy so ra mặt bằng chung thì nó mà nó rin cỡ về 4 triệu mấy nó quá rẻ anh em, chứ không có mắc. Rồi bình xăng con rồi full luôn, lửa chưa chạm luôn. 207 là có thiệt. Năm. Ở tông dốt dốt anh em vệ sinh lại. Ở ngoài tắm phao. Thất đề chưa chạm anh em, mấy dấu bấm mà ghi nước sơn mực vàng còn. Máy khá máy anh em cô chú, nói chung riêng căng hết ta. Rồi cái báo có giá bình xăng con luôn 650.000 anh em, không chảy xăng dư mà mở khá đẹp. Bát e còn trắng luôn, mở bít tông ga cho anh em coi. Bít tông ga này ê nó có phớt phớt rồi không, không hay sao coi, chứ vụ liếm thì không có đâu anh em cô chú. Để bít tông sứ nó không có liếm như bít tông kia, nó ngay gốc nó vậy thôi chứ không bao giờ có chuyện liếm. Rồi luôn combo này luôn, coa bao tử chưa rách nè. Rồi là 650.000 cho cái bình xăng con luôn, hai con ốc coi dưới luôn ha. Dằn mất tiêu cái loại xo rồi, hơi kiếm sao. Rồi củ đề anh em.
Củ đề Mitsuba anh em cô chú ơi. Mitsuba mà hàng này nó đỉu anh. Có số anh em chưa có tay nghề, chưa có phân biệt được, nói củ đề này là hãng không phải đâu anh em ơi, nó có hai dòng, dòng hãng nó khác với dòng điểu nó khác. Date của nó là sản xuất 2021 nữa nè. Nhưng mà nhiều khi có khi nào tôi báo sai không anh em, nhưng mà tôi nhẹ te đề im ru, tôi báo sai thì anh em nhờ ha, chứ cái này là tôi nói hàng điểu ngang, anh em cân nhắc này mua, chứ để mua về đây cắn ớt là nói thừa ngang 150.000 hết anh em. Củ này nếu mà hàng chánh hãng thì khoảng 450 lận. Hàng này nó giả mạo anh em ơi, 150.000 mới thay vô đát 2021. Mitsuba 150.000. Chưa từng thấy rẻ anh em cô chú. Rồi, anh em coi nè. Máy căng không? Mực mẹo nè. Khúc nhông trắng phiếu luôn, chưa có khớp luôn. Còn cái dên là anh em thấy. Cái dơ nó vàng khe anh em ơi, xương cá mà cỡ này cũng căng rồi. Rồi báo giá bộ lửa luôn anh em, full lửa này là nắp đuôi cá nhôm nè, nắp nồi là một, cái nắp nhựa này là hai, cái nắp đề là ba, đuôi cá nhôm là bốn, full vàng lửa xương cá này luôn 850.000 anh em cô chú. Chưa chạm nha, thớt đề chưa chạm anh em, lửa rin. Đuôi cá nhôm bỏ đâu đây gì đây. Cá nhôm tiếng kêu beng beng đây. Đuôi cá còn bóng lưỡng anh em ơi. Loại này nó không có phân hủy. Dữ dằn đẹp đó anh em. Rồi tạm ngưng tháo nồi tháo dên là báo cho anh em cô chú luôn. Gon ghim đó mà anh em thấy nè. Nó sát này, nó màu xanh. Còn cái gon nồi mình nói nó có chạm là nó có dán keo nữa. Là nó tạo keo ra. Bên đây là bên nồi. Gon mà nhìn chỗ này dám biết cái máy chạm em này dữ thiệt. Rồi 100% là chưa chạm. Bê tông còn khá đẹp anh em, toán theo dõi mua bộ dên đầu lòng xe này. Giá mềm ha anh em cô chú, tại xe này mua ít tiền, bán giá thấp, tiền thấp cho anh em cô chú. Y như dự đoán anh em cô chú ơi. Máy chưa chạm nhưng mà nồi có chạm nè, nồi có chạm thay bố, dán bố rồi anh em. Cái gì mình nói là nó thật phải không anh em cô chú? Nói cho nó chính xác, chạm thì nó chạm, bán rẻ tiền, bán nguyên máy cũng vậy mà bán đồ lẻ cũng vậy, nhưng mà nồi này nó cũng hú rồi anh em ơi, nhưng mà nó hú không nhiều, như sọc xéo nó còn nữa, tại do chạm rồi cái tiếng hú mà hú tự nhiên của cái nồi chạm, nồi này tới KFL luôn mới ghê chứ nữa, xương cá nó ưa cái mùi thái, ba tôi nói y anh em, xương cá nó có cái mùi thái, gặt của nó thơm mùi thái còn, nồi thái anh em. Nhưng mà nó hú theo kiểu nồi thái thì anh em biết rồi, cũng có duyên lắm, không có đến đổi. Nhưng mà không có biện hộ, không có biện minh được. Hú là phải bán rẻ. Chậm là phải bán rẻ. Nè, cái độ gơ qua gơ lại 2 ly y như tôi nói nè, thấy không? Chỉnh cái máy nhỏ lại cho anh em dễ coi cái. Anh em coi cái độ gơ đó, anh em gáp y gan vậy. Cái chuông này cũng vậy nè, chạy ra chạy vô mới được anh em, lỏng nè đó, anh em giờ nghe bạc trạng nó nhớt nó nhịp á. Rồi ngưng làm dấu rồi nè anh em ơi, ngưng tháo ra nữa, bán cái nồi hữu nghị cho anh em đi ruộng đi đồng đi bưng đi làm cho nó rẻ tiền mà nó chất lượng anh em, nó vừa bóc nó vừa bền, bị nồi thái nó có hú chút đỉnh cũng không sao. Rồi cho anh em coi lại cái máy khui ra tức cái nữa nè, chưa chạm là có thật trong tâm là anh em thấy nó khui queo không. Cái ron chưa chạm nè, nhìn dễ biết lắm, nó không có thề lìa ngoài nữa. Mà cũng ác cho ông, cái ông nội kia ông quay cái máy cho người ta mà ông quay cái lưng vậy nè. Quay ngay cái lưng này cũng khó đoán, cái lưng này lúc nào ron nó cũng dư ra vậy nè. Dư ra chắc thấy dư này nó hơi chạm, bị ngay cái lưng này cái máy nó phải dư ron anh em. Muốn coi coi cái mặt này nè, với cái mặt dưới cái keo nó có tàu không, cái ron nó ghim không. Nó ghim nè. Nè anh em thấy ron ghim không, 100% không. Thì mà nhiều khi người ta đánh giá thấp cái người bán, nó chạm rồi, nhiều khi cái ông nội này ông nói mình chưa chạm mà ông kia nó chạm rồi, ông này ông lừa đảo. Thế nào trong bụng người ta cũng nghĩ vậy. Nhiều khi một lời nói nó gió bay nhưng mà để là một cái hệ lụy rất là nghiêm trọng anh em cô chú. Có nhiều cả trăm lời nói cũng không suy nghe gì, có khi nửa lời một lời thôi mà nói lỡ nói rồi nuốt lỡ không kịp, nuốt lại không được anh em.
Đấy, ta bán uy tín, ta hứa 100%, ta cam kết chưa chạm bán cho mấy người nghèo khổ đi chở lúa mướn. Còn cam kết chạy mà nếu mà có hư, máy này mà 4 triệu mà anh em mua được, không mua máy nào nữa, xương cá nữa. Còn cam kết với ổng mà bán mà chạy mà lỡ mà nó có hư 5-6 tháng, 5-3 tháng mà nó có gãy cốt, lột dên, bể số, tuôn găng, nói chung là lỗi. Còn hỗ trợ cho ổng, tặng đồ phụ tùng hoặc đổi máy khác cho ổng. Thế ông nghèo tội nghiệp, nhưng gì, người khác bán không có lời lớp nhiều đâu, để bán gã là bán đồ món cho nó an toàn, cho nó ngon. Có nhiều người mình tốt với họ mà họ nghĩ là mình nói đưa đẩy để bán được máy hay sao á. Cái đó là nói tự đáy lòng á, nói bằng cái nhân văn, bằng cái tình nghĩa, còn tình cảm của một con người đối xử với một con người. Hứa máy cỡ dày anh em thấy chưa chạm 100%, chắc nít về luôn, bán 4 triệu bạc. Luôn bình xăng thì 4 triệu rưỡi, mà bao cho xài, thấy không, bao cho chạy. Chạy từ 7 giờ sáng mà tới 1 giờ đêm mới nghỉ, nghe ông kể một cái nghe. Thối thật ông đệ thiệt. Nhưng mà chạy càng nhiều mình càng ủng hộ ông. Tặng ông 1-2 cái bộ dơn đầu lòng nữa, ông chạy cũng không sao, ông chạy cho có tiền, ông nói ông chạy máy Trung Quốc thôi. Quốc sao chạy khá nổi vậy, nó quần sao chịu nổi. Em thấy riêng đâu. Bán máy mà giấy cho ông chạy đại cho mau hư nữa, mình cho ông cái khác, chạy vậy mới có tiền chứ chạy mà ế nhẹ ngồi không cắn móng tay không biết nào có tiền. Nuôi 2-3 đứa con đi học. Như cái lòng tốt của mình mà anh em họ nghi ngờ đó, hôm nay tự nhiên sao bán máy mà bảo hành kỳ vậy? Giờ đã không? Ở đây 1-2 cục máy không có quan trọng, không có nhầm nhò gì hết. Nhưng mà anh em tin tưởng, nhiều khi tôi bán cho anh em 2 triệu, bán tặng anh em 2 triệu tôi cũng bán. Còn mấy cái thứ xạo xạo mà không có tin tưởng, mua 10 triệu tôi cũng bán. Tôi là vậy. Bán làm gì, nhiêu tiền cho đủ. Bán chơi với mấy người không có lòng tin là không có chơi. Đây là vậy. Mua bán phải tin tưởng nhau. Chuyển khoản bán lúa non là có ai sai lầm với tôi lần nào đâu. Rồi vô quay máy chi tiết cụ thể luôn anh em ơi. Vô báo giá anh em luôn. Quay tiếp tục luôn anh em cô chú. Rồi máy quay xương cá anh em ơi. Mua đồ xương cá là máy không có la. Xương cá 207 mọi thứ nó đều hoàn hảo anh em. Máy này căng anh em cô chú. Vậy mà đẹp anh em. Tháo ra coi đã lắm, coi bộ số không có mọt, không có nhâm găng nào hết. Bán giá cũng mềm mềm cho anh em căng căng ra cái máy này cỡ 4 triệu rồi. Căng căng là dư 4 triệu chút kỉnh thôi anh em ơi, không có nhiều đâu. Dư ra mấy món nó xót xót rồi, nó ế rồi lại. Chứ không vừa hết, chứ không có vừa vừa thôi, chứ không có lời chứ nhiều đâu. Vừa đủ đủ để mình lời ít thì tương đương với anh em cô chú mua được giá tốt, giá rẻ. Ừ. Còn mình lời nhiều thì anh em mua giá mắc vậy thôi chứ không có gì hết, nó là một cái dòng lẫn quẩn nó vậy anh em cô chú. Vô cái bộ số liền cho nó nóng anh em. Bán được cái máy gã ra thì được lời được cái bộ giấy nữa anh em. Rồi quên anh em nào mua sườn lóc giấy xe này mình bán rẻ cho anh em 1,4 triệu thôi, có giấy cửa hàng luôn. Tại lâu lâu có xe rẻ anh em. 1,6 triệu bộ giảm thẳng anh em hai tập, anh em thấy bộ số không có nhầm găng nào đâu thấy không? Nó không nhâm là con số còn đẹp à. Không nhâm anh em ơi, cút nhâm quá đã, cút nhâm còn cả 80-90% ăn lên anh em thấy không? Chưa có dấu lúng cái bào phai nè, chưa có dấu phiết chỗ nào hết. Răng bên nào cũng vậy hết. Bộ số cũng vậy anh em, quay phóng to rồi đó nghe anh em coi chú. Nè, sọc xéo nó về thì không thể nào hú được ha. Nè sọc xéo nè. Cái này mà nhớt nó cũng hơi tối. Cái này mà nhớt tắng chút nữa anh em cũng phải nằm ghế bố đồ coi. Dựa vô tường coi, ngồi ghế đai đồ coi. Chứ ngồi ghế mũ mà nhựa đó mà đập đầu vô tường anh em. Đẹp á. Thấy không? Thấy sọc xéo nó không? Không nhâm một găng luôn. Số 3 nè. Sọc xéo nên em thấy không? Thường nó bén ngót là mất tiêu cái sọc đó. Số 4 nè. Không nhâm anh em ơi. Rồi, cho anh em coi mấy mình.
Rồi bộ này khoảng 600 ngàn là vừa anh em. Đấy anh em 500 rưỡi thôi. 500 rưỡi. Vậy cái máy này nó hơi rẻ anh em cô chú. Rồi cốt số, cốt đạp đồ đầy đủ luôn. Báo số rồi cho anh em luôn nha. Con heo thì anh em khỏi phải lo rồi. Bộ số đỉnh đạt cỡ này mà có 500 rưỡi ngàn thì anh em nào nhanh tay thì còn anh em. Còn chậm tay thì anh em đợi xe sau. Quá rẻ chứ không gì hết, đi nhanh. Nè, cái báo số anh em nghĩ là chưa có mòn gì hết, đập phong thủy nó rất là tốt rồi, cái báo số này. Xe này nó trúng ít đi nè. Do bị cưỡng bức cái nồi sau đó nó dán chứ còn xe này không xi nhê gì đó. Báo số thì phải có cái dàn lưỡi gà. Giờ mình thấy cái báo số chưa phiết, cái cốt nhông chưa mòn thì anh em biết rồi. Cốt số, cốt đạp tất cả đầy đủ hết cho anh em luôn. 550 ngàn chỉ có ngày hôm nay thôi nha anh em cô chú. Cuối tuần với ngày mai chủ nhật nữa. Ngày mai chủ nhật anh em đón mua đồ rẻ nữa đó. Nếu mà mai tôi không có đi du lịch, tôi ở không tôi quay anh em. Là tôi sẽ quay giá mềm cho anh em cô chú coi. Mai mà tôi đi vòng vòng tôi chơi thì nhiều khi không có đăng video. Chưa hứa trước anh em cô chú. Rồi vô cái bộ nồi nè. Bộ nồi này thì dán bố thay rồi, chất lượng này bốc, không có tuột đâu anh em lo. Nồi zin anh em cô chú, KFLF. Nồi này nồi zin, anh em đừng có lo vấn đề lô đây không có. Chuồng heo rồi còn thẳng trưng này, chưa có khớp nè. Chưa có dấu tán luôn nè. Rồi, chất lượng là hoàn hảo anh em ơi, có một lỗi lầm nào hết. Rồi anh em bỏ bộ ép lại đi anh em, bán cho anh em cái nồi này 700. Có bạc đạn nồi đồ đầy đủ luôn nhưng mà cái bộ ép không có. Còn cái anh em lấy ép luôn thì bộ nồi này 800. Bộ ép là cái này nè anh em, cò muỗng với cái này nhiêu đây nè, có ba món này nè. Mình thu lại bộ này bán anh em nồi này 700 ngàn. Còn lâu luôn bộ đó 800, anh em muốn chơi điêu nào nó chơi. KFLF, KFL nè anh em, nồi Thái nha. Cho anh em coi bố nó luôn. Bố mới dán này nè. Dán nhưng mà còn đẹp, còn dày nè em cô chú. Bố ăn lời ca, bố ghiên luôn hả anh em cô chú. Cái này chưa lúng anh em ơi. Mọi gì chưa có thấy nó gần nè cô chú. Bộ này anh em nào cài ải ngon là có 800 ngàn anh em ơi. Quên luôn á. Còn anh em nào lấy cái nồi không thì 700. Nồi này đi đã nó anh em bốc lắm. Rồi nó chạm rồi. Không có bằng nồi zin anh em. Cho nên nó rẻ. Nó có hú gió nhẹ. Có hú nhẹ. Nhưng mà được cái bố họ mới thay, họ mới dán. Bộ ép còn chững, vàng chuồng heo chưa khớp. Chuông vọng mà được cái AF, KFL của Thái nữa. Quá đã anh em cô chú. Còn cái dên. Dên này anh em ngồi là dựa vô ghế bố coi nè. Thầu vô nó vàng khe luôn. Có lắc gì tấn. Xíu à. Xương cá này nó lì dữ lắm anh em. Máy ghiên này mà anh em mua để nguyên cục chạy thôi rồi lỡ mơi luôn. Cứ thay nhớt chạy. Cái đầu tay rồi hoàn hảo luôn anh em, đừng có lo vấn đề chất lượng nữa. Đồ xương cá thì anh em biết rồi, nó là khủng khiếp rồi. Quá đẹp, đâu có gì đâu sôi đâu mà quay chi tiết nữa anh em. Quay lướt qua vậy là anh em biết rồi. Anh em coi cái cốt nhông với cái bê tông này là anh em hiểu cái máy này nó chạy làm sao rồi. Đâu có cần phải sôi nhiều nữa. Giờ mình qua mạng mình phải nhờ cái phong thủy anh em chứ còn. Coi mà kỹ quá, đâu có mấy cái chỗ lỗi, mấy cái chỗ hư mấy người quay nó đâu có quay cho mình coi. Coi phong thủy thêm. Cho anh em coi bê tông nó. FHA bê tông ghiên theo xe là sọc ngang.
Thùng tấn phao ha, KFV. Ở Tăng Đa nha anh em. Ở Tăng Đa đỉnh cao nha, chứ không phải ở Tăng Đa tầm bảy bạ mà vũ đuôi đồ hay là thấy là không có nghe sọc ngang nè. Trong này cũng còn trắng nữa nè. Nó chồm lấy cái chai nhớt cái đẩy vô anh em ơi. Ôi anh em coi cái sọc nó nè, sọc xéo nó nè. Rồi bộ dên đầu lòng xe này nè, bù gông xanh cam luôn, full luôn. Bán cho anh em cái giá cực kỳ dễ chơi nè. 2.200.000 anh em coi chú. Bị xương cá anh em ơi, chứ quay A tôi bán anh em 2 triệu à. Bộ này cỡ 2 triệu 3 vừa luôn anh em, bán anh em 2 triệu 2 thôi. Trên này thì thử nó không kêu đó, anh em nào kỹ thì bỏ luôn, đút sợi xanh mới vô luôn. Trên duyên theo xe này nó lâu, nhiều khi ở trong xe nó không kêu chứ. Đút qua xe mình nó kêu anh em. Giảm. Ăn hết cái dàn quánh đỡ về luôn. 2 triệu 2 thôi anh em. Bánh này có mòn gai mà cũng không ăn thua gì, anh em thay cái bánh mới. Tặng cho anh em cái bánh này mới luôn. Bánh này thì để về đựng thay cho cái tiếng gin nó chạy nghe đã lắm nè. Rồi bộ lửa xe này anh em nào mua lẻ bán cho anh em, có anh em hỏi là 6 tâm nè, dốt dốt nè. Dốt mà dốt đẹp. Bộ lửa 600.000, lưng đã không? Lửa gin, lửa ốc tán đồ thằng lằn, đề sơn đề thất đề giao hết cho anh em luôn. Còn bộ nắp này 350.000 anh em cô chú, bộ bốn nắp 350.000. Còn cái lốc mỏng này 200.000, lốc mỏng này có người dặn anh em ơi, lốc mỏng này tôi dặn ra sao gãi ngóc rồi, mỏng đẹp lắm, gân cỏ ông hư lốc mỏng có anh kia anh đặt rồi nữa. Rồi bộ ốc máy nè anh em ơi, bán bộ ốc máy đi, bộ ốc máy bán anh em nè. Máy này cũng có lãi rồi ha, 4 triệu mà phớt phớt về giờ. Chấm tầm tầm bộ tăng cam này còn đẹp nè, bán cho anh em bộ ốc máy này 100.000 thôi. Cái nắp chặn nhớt mực mẹo còn nè. Cái máy cho anh em coi, bộ ốc máy 100.000 nó cũng dốc dốc lút lút vậy anh em, nó không được đẹp nhưng mà bán cái bộ chỉnh với cái bộ tăng cam với lò xo với ống sáo được hả anh em. Còn bộ ốc này thì tặng theo anh em đi, nó dốt dốt và đen đen rồi. Có 100.000 mà anh em có làm lỗi gì đâu, không có rầy đâu, sợ không có mít lòng gì đâu, anh em cứ tự tin mà mua. 100.000 anh em cứ suy nghĩ nguyên cái dàn tăng cam xịn của người ta. Rồi xong rồi anh em ơi, hết clip rồi. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã giới thiệu. Cảm ơn anh em cô chú đã ủng hộ. Bấm cái ngón tay cái quay lên ở giữa màn hình đó nè. Lòng bích tông bạc đẹp anh em cô chú. Nói với xương cá nó lì dữ lắm với cái nồi. Rồi chào anh em, chào cô chú.